Mình không đứng được thì phải học được. Duy sinh ra vốn khỏe mạnh và khôi ngô, nhưng khi chưa tròn 8 tháng tuổi, Duy bị sốt cao, lên cơn co giật rồi biến chứng sang teo cơ, dần dần bị liệt nửa người bên trái. Gia đình đã đưa cậu đi chữa trị khắp nơi, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng. Nửa người bên trái của Duy đã bị liệt hoàn toàn, chân và tay phải cũng yếu đi. Các bác sĩ cho biết Duy bị ảnh hưởng bởi chất độc từ người bố Duy truyền sang vì bố Duy làm việc trong môi trường có các chất hóa học độc hại. Cũng từ đó, Duy đau ốm triền miên và phải đi bệnh viện như cơm bữa. Cứ trái gió trở trời, bệnh tật của Huy lại tái phát, các cơ trong cơ thể cứ teo lại. Năm lên 7 tuổi, Duy được mẹ đưa đến lớp học, nhưng thầy cô giáo không nhận với lý do sức khỏe cậu quá yếu. Nhưng khát khao được đi học cứ thôi thúc Duy, ngày nào cậu cũng đến đứng trước cửa lớp nhìn các bạn học bài với một niềm khao khát cháy bỏng. Sự kiên trì và quyết tâm của Duy đã khiến các thầy cô giáo cảm động và cho cậu vào học. Trong suốt thời gian đi học, Duy gặp rất nhiều khó khăn và trở ngại. Những ánh mắt tò mò, cười cợt của bạn bè khiến cậu luôn bị tổn thương. Việc đi lại cũng không dễ dàng do tay không tự lái được chiếc xe lăn nên phải nhờ đến bố mẹ. Hôm nào bố mẹ bận việc, Duy tự cắp sách tới trường trên chiếc nạng gỗ. Nhưng khó khăn nhất là mỗi lần phải leo lên cầu thang của lớp học hay những hôm trời mưa to không ai đưa đi là cậu lại phải nghỉ học. Duy cũng nhiều lúc thấy buồn và tủi thân nhưng không vì thế mà Duy nản chí. Thay vì kêu ca phàn nàn và than thở, Duy luôn phấn đấu trong học tập. Cậu luôn tự nhủ với bản thân, mình không đứng được thì phải học cho được. Chỉ có học mới khẳng định được bản thân, thay đổi số phận và không là gánh nặng của gia đình, xã hội. 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, Duy đều đạt học sinh giỏi, học sinh xuất sắc của lớp về các môn toán, anh văn, vật lý. Hiện nay, Duy đã trở thành sinh viên khoa công nghệ thông tin và truyền thông của trường Đại học Hồng Đức. Lời khuyên: khi gặp phải hoàn cảnh bất lợi hay khó khăn triền miên, cách tốt nhất để vượt lên và chiến thắng hoàn cảnh là trước tiên bạn phải hiểu nghịch cảnh là một phần tất yếu của cuộc sống. Khi dám đối mặt vừa vượt qua được những nghịch cảnh đó, bạn sẽ nhận ra mình đã trưởng thành hơn rất nhiều.